Để bắt đầu cho bây giờ cầu nguyện đầu tuần, xin mời chị Ngọc Bích cầu nguyện thay cho tất cả con cái của Chúa. Kính lạy Ba Ngôi Đức Chúa Trời là Cha từ ái của chúng con. Chúng con rất cảm tạ ơn Chúa vì Chúa luôn yêu thương chúng con và gìn giữ chúng con, ban cho chúng con được thờ phượng Chúa trong ngày thánh sinh nhật, mọi sự bình an phước hạnh và quyền năng vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời chúng con. Và sáng hôm nay Chúa đưa dắt tất cả chúng con vừa nghiệp lòng nghiệp lý với nhau để chúng con cùng thờ phượng Chúa, thờ phượng Chúa và sự cầu nguyện. Còn xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời hiện diện chúc phước từng cá nhân, từng gia đình chúng con, ban cho tất cả chúng con những ơn của Chúa luôn. Và chúng con còn xin Đức Thánh Linh ở cùng con tới Chúa là một sư vững mốt dũng luôn được lời ơn của Ngài, để một sư giảng lời Chúa ra cho tất cả chúng con nghe, chúng con hiểu biết lời Chúa và chúng con thẩn thận làm theo lời dạy của Chúa, hầu cho mỗi đời sống chúng con sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và làm sáng danh Chúa. Chúng con có lời Chúa để chúng con rao truyền danh Chúa ra cho mọi người xung quanh chúng con, có thể qua đó nhiều người biết đến Chúa, ăn năn tin nhận Chúa, trở về cùng Chúa để tội lỗi được tha, linh hồn được cứu và được hưởng sự sống đời đời như tất cả chúng con, mà họ cũng có cơ hội điều kiện vào cùng Chúa, cùng Chúa và cầu nguyện cùng Chúa để họ thấy được tình yêu của Chúa dành cho tất cả mọi người. Chúa yêu thương toàn thể nhân loại, được Chúa chờ đợi tất cả mọi người trở về cùng Chúa, ăn năn tin nhận Chúa. Chúng con rất tạ ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con cầu xin Chúa ban ơn chúc phước cho tất cả chúng con hạnh lãnh lời Chúa, chúng con làm theo lời Chúa dạy và sống một đời sống được tốt đẹp vinh hiển danh Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa cho chúng con có lời Chúa để chúng con bồi dưỡng trong đời sống tâm linh chúng con, và chúng con cùng anh em trong đức tin chúng con khiêng lên học hỏi lẫn nhau để thay nấy điều mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Đức Chúa Trời chúng con là ơn Chúa nhiều lắm. Giờ đây chúng con xin dâng tất cả tiền nhờ của chúng con cho Chúa, để quyền năng vinh hiển của Chúa cai trị trên tất cả chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài, chúng con với lòng biết ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chúng ta cùng đọc câu gốc của ngày hôm nay ở trong Esai đoạn 11 câu 6. Chúng ta cùng đọc chung lại với nhau hai lần trong Esai đoạn 11 câu số 6. Bây giờ muôn sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con, bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ. Một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi. Bây giờ muôn sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con, bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ. Một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi. Bây giờ muôn sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con, bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ. Một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi. Esai đoạn 11 câu 6. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học tiếp trong Esai đoạn 11 từ câu 10 cho đến câu số 16. Xin mời chị Quỳnh Thị Vân đọc dùm cho đoạn kinh thánh này. Esai đoạn 11 từ câu 10 đến câu số 16. Chị mở mic lên chị Vân này. Chưa mở micro. Dạ, vậy tôi xin đọc lại. Dạ. Dạ. Xảy ra trong ngày đó, rễ Y-sai đứng lên làm cờ cho muôn dân. Các nước đều tìm đến Ngài. Nơi an nghỉ của Ngài sẽ được vinh hiển. Trong ngày đó, Chúa còn đặt tay một lần nữa đặng chuộc dân xót của Ngài, tức là kẻ sót lại bởi Assyri, Egypto, Phatro, Cúc, Elam, Sinea, Hamat,
cùng các cù lao biển. Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước, nhóm những người Israel bị đuổi, thâu những người Juda lưu lạc từ bốn khúc đất. Bấy giờ sự ghen tương của Áp-ra-im sẽ mất, kẻ phấy rối Juda sẽ bị trừ đi. Áp-ra-im không ghen ghét Juda nữa, Juda cũng không phấy rối Áp-ra-im nữa. Chúng nó sẽ bay trên vai dân Philistine về phía Tây, cùng nhau cướp giật con cái phương Đông, ra tay trên Edom và Moab. Con cái Amon sẽ dâng phục họ. Đức Giê-hô-va sẽ làm cạn tắc dải biển Ê-díp-tô, dung tay trên sông cái bởi gió trái của Ngài, đánh mà chia ra làm bảy suối và khiến người ta có thể đi qua không ướt dép. Vậy sẽ có một đường cái cho dân sót của Ngài, là những kẻ sót lại bởi A-si-ri, cũng như đã có một đường cái cho Israel trong ngày họ ra khỏi xứ Ai Cập vậy. Dạ, xin hết ạ. Dạ, cảm ơn. Chúng ta buổi sáng hôm nay thì chúng ta sẽ học để thấy quyền năng của Đức Chúa Trời Ngài làm mọi việc một cách rất là kỳ diệu. Và quyền năng của Đức Chúa Trời thì Ngài làm trước cho loài người mà chúng ta có thể không có hiểu được. Cho nên nhiều khi chúng ta cứ cho rằng chúng ta là những người khôn ngoan hoặc là những người tài giỏi. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng mà đã tiên liệu hay là đã biết trước hết tất cả mọi sự. Và Ngài đã làm cái thế giới này và Ngài cũng biết được cái thế giới này nó sẽ ra sao. Và Ngài đã chăm sóc, gìn giữ cho con cái của Ngài, tức là chính chúng ta ngày hôm nay, để chúng ta được ở trong cái sự dẫn dắt của Chúa mà chúng ta không có bị rơi vào những cái gọi là những cái cơn khủng hoảng, những cái sự lo toan hay là nhìn thấy những cái điều mà lạ lùng. Nhưng thật ra thì ở trong Chúa chúng ta không có phải bị khó khăn hay là ngạc nhiên gì, vì cớ Đức Chúa Trời là đấng đã làm ra mọi sự và Ngài biết được tất cả mọi sự, cũng như Ngài biết hoàn cảnh của chúng ta ngày hôm nay. Chúa biết được rằng thế giới cũng sẽ có dịch bệnh ngày hôm nay, chứ không phải là Chúa không biết. Và Chúa cũng đã biết trước được rằng đời sống của các con cái của Chúa chúng ta có được cái cơ hội để chúng ta được sống sót hay là được chữa lành, thì đó là điều mà Chúa cũng đã nói trước cho tất cả mọi dân mọi nước đều biết hết. Đó là Ngài yêu thương, Ngài gìn giữ, bảo bọc cho con cái của Ngài, và Ngài cũng sẽ làm cho chúng ta được thấy được sự vinh hiển của Chúa. Cho nên trong cái ngày mà ngày đó, tức là cái ngày mà bị hoạn nạn, cái ngày sao rốt, những cái ngày mà chúng ta thấy những cái điều gì mà nó bất thường xảy đến trong cái ngày đó đó, trong con số 10 bữa hôm nay chúng ta học đó, đó là cái ngày cuối hôm nay đó, là những ngày mà sau cùng của thế giới đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng chính Chúa là nơi an nghỉ được vinh hiển nhất. Thật sự là chúng ta thấy ngày hôm nay chúng ta không còn cái tìm những cái sự vinh hiển ở trong thế gian được nữa đâu. Loài người không còn có những cái mơ tưởng để mà tìm được những cái vinh hoa phú quý hay là những cái sự sang trọng giống như là ngày xưa được nữa. Thậm chí rất là nhiều người ở trên thế giới, những cái nước Âu Tây, những nước Mỹ mà đã được phục hồi lại sau cái cơn đại dịch vừa rồi đó, thì người ta cũng nói rằng sẽ không tìm lại được giống như ngày xưa nữa, mà con người phải sống mà lo cái đời sống đạo đức tốt hơn. Bởi vì dịch bùng phát ngày hôm nay cũng đang trở lại, dịch bệnh cũng trở lại trên các nước Âu Tây, và dịch bệnh nó sẽ còn biến thể ra những cái loại khác còn nguy hiểm hơn nữa. Thành ra đó là điều mà chúng ta thấy rằng đời sống của con cái của Chúa, chúng ta được tìm đến Chúa để chúng ta được an nghỉ trong cái sự vinh hiển, trong sự phước hạnh đời đời mà Chúa dành cho các con cái của Chúa, không có những cái sự sợ hãi, không có những cái sự lo toan gì hết. Và Chúa cũng cho biết rằng trong ngày đó thì sẽ có những cái điều mà các dân, các nước cũng sẽ
thấy rằng họ không còn có được một cái sự bình an, mà chỉ có dân của Chúa mới được chuộc mà thôi. Trong ngày đó, Chúa còn đặt tay một lần nữa, đặt chuộc dân xót của Ngài. Rồi Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước, nhóm những người Israel bị đuổi, hầu những người Juda lưu lạc từ bốn góc đất. Những cái lời tiên tri này trong cái thời trước, trong cái thời xa xưa đó, thì có người không có ai tin được, bởi vì không thể nào mà dân Israel mà bị lưu lạc ở trên thế giới tới cả gần 2.000 năm mà họ lại có thể trở về để mà lập quốc được. Không ai tin được cái điều đó hết, và cũng không có ai có thể làm được. Nhưng mà chúng ta thấy rằng dầu cho có 2.000 năm đi chăng nữa, dân sót của Chúa, tức là dân Israel, họ vẫn trở về đất hứa, trở về miền đất Canaan mà Chúa đã ban cho họ ngay từ ban đầu, để lập quốc trở thành nước Israel vẫn vững bền một cách rất là rõ rệt trước nhiều cặp mắt của mọi người. Thành ra khi mà đọc đến những cái lời Kinh Thánh này, chúng ta mới thấy rằng lời của Chúa là lời cả hàng ngàn năm về trước nói, rồi đến ngày hôm nay đều được ứng nghiệm, chứ không phải là những cái lời mà chúng ta tưởng rằng nó chỉ là những cái lời nói suông hay là những cái lời nói an ủi. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng Chúa cũng sẽ làm cho các dân các nước họ đều có thể nhìn thấy được rằng danh của Chúa được vinh hiển. Chúng ta có thể sống ở trong một cái giai đoạn ngày hôm nay là mọi người chưa thấy được cái điều đó. Nhưng khi mà Chúa hiện ra trên các tầng trời, lời của Chúa được ứng nghiệm và Chúa Giêsu trở lại ở trên các đám mây. Và khi mà người ta nhìn thấy ở trên bầu trời hình ảnh của Chúa Giêsu đấng hiện ra và các con cái của Chúa được cất lên, thì lúc bây giờ người ta mới hối hận và không có còn kịp nữa. Bởi vì cái sự vinh hiển của Chúa là cái sự vinh hiển mà chỉ dành cho những người đã chuẩn bị đức tin của mình, đã có một cái đời sống tỉnh thức và cầu nguyện, chứ không phải là những cái đời sống mà vẫn đam mê cái cuộc đời trần thế với những cái tội lỗi hay là với những cái điều thuộc về thế gian này đâu. Chúng ta sẽ thấy rằng cái sự ghen tuông của Ephraim sẽ mất, kẻ quấy rối Juda sẽ bị trừ đi. Ephraim không ghen ghét Juda nữa, Juda sẽ không quấy rối Ephraim nữa. Chúng nó sẽ bay trên vai dân Philistin về phía Tây, cùng nhau cướp giật con cái phương Đông, tra tay trên Edom và Moab, con cái Ammon và vân phục họ. Câu số 14 này đó là cái câu mà không ai có thể nghĩ được rằng dân Israel sẽ là cái dân mà bay được, dân mà làm sao bay được. Nhưng mà khi mà họ trở về trên vùng đất hứa đó, họ đi bằng những chiếc máy bay. Con người không bay được, nhưng mà Đức Chúa Trời đã khiến cho những chiếc máy bay đưa họ trở về đất hứa. Và ngày hôm nay khi mà trong những cái cuộc chiến tranh, nhất là những cái cuộc chiến tranh của dân Israel, khi họ chiến đấu với những các dân Edom, dân Moab, tức là dân Syria ngày hôm nay, các dân Ả Rập đó, thì bây giờ thì họ dùng cái phương tiện là máy bay, và họ bay để rồi họ chiến đấu, họ đã thắng. Thì đó là những cái lời mà Đức Chúa Trời Ngài đã nói tiên tri trước về cái hình ảnh con người mà muốn được ơn của Chúa, hay là muốn được phước, hay là được cái sự che chở của Chúa, là phải có một cái đời sống được nâng cao lên, có tinh thần nhìn thấy trước mọi việc, biết được mọi đường lối mà Đức Chúa Trời Ngài đã làm cho con cái của Chúa. Chúng ta sẽ không có còn phải bị những cái sự mệt mỏi hoặc là lo lắng nữa. Chúng ta thấy chỉ có một cái điều đơn giản nhỏ thôi. Đó là ngày hôm nay là cái ngày mà bắt đầu không có ai ra khỏi đường. Thì khi nãy thì có một vài ý kiến đó là nêu ra là bây giờ chúng ta có ra khỏi cửa được không? Là chúng ta đã thấy rằng mình đã mệt mỏi rồi. Nghĩa là dầu ở trong nhà mà có được ra khỏi cửa đi chăng nữa thì cũng vẫn là ở trong nhà thôi. Hay là đi ra ngoài đường chút xíu thì cũng chỉ là một chút xíu của chúng ta thôi, chứ đâu có bay đi đâu được. Không có đi đâu được hết, ra khỏi cái khu vực của mình đang sống hiện nay để tránh những cái sự lây nhiễm. Chúng ta thấy rằng bấy nhiêu thôi cũng đã là một cái điều mà chúng ta cảm thấy rất là nặng nề, hoặc là chúng ta cảm thấy nó thay đổi gì nó khó khăn quá vậy. Nhưng mà không đâu, chúng ta biết rằng ở trong Chúa thì
chúng ta có một cái tinh thần, chúng ta có được còn có một cái đời sống tâm linh nữa kìa, chứ đâu phải là chỉ có cái đời sống vật chất đời này, đâu phải chỉ có ăn, có uống, có ngủ nghỉ, mà là chúng ta còn có được một cái tâm linh tươi mới. Chúng ta giống như là Chúa nói rằng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Chúng ta sau này chúng ta sẽ học tới câu đó trong Ê-sai đoạn 40 câu 31 đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng Chúa đã cho chúng ta một cái tinh thần tốt lắm rồi. Chúa ban cho chúng ta một cái sức mạnh ở trong cái tâm linh của mình, để nhờ đó chúng ta mới vượt qua được những cái thử thách ngăn trở, hoặc là ở trong đời, hoặc là ở trong chính cái thân thể bệnh tật của chúng ta nữa. Ngày hôm nay chúng ta cũng biết rằng Đức Chúa Trời Ngài muốn cho chúng ta có được một cái đời sống mà cất cánh bay cao như chim ưng, và chúng ta chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Dầu trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng vững tin nơi cái điều đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta, chứ không phải là bởi sức chúng ta đâu. Như điều mà Chúa đã làm và Ngài sẽ làm cho cô Trang đó, nghĩa là trong cái lúc đau nhất mà không thể ngủ được, và bệnh tật có thể làm cho mình cảm thấy rất là khó chịu lắm, nhưng mà khi mà cô quyết định không có dùng thuốc và nhờ cậy nơi Chúa, thì cái điều này Chúa sẽ làm ra những cái phép lạ. Chúa sẽ giúp đỡ để cho cô thấy rằng bởi năng quyền của Chúa mà bệnh tật sẽ được chữa, chứ không phải là bởi sức của mình, không phải là nhờ thuốc men. Nếu mà nhờ thuốc men bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng sẽ không có hết được đâu, nếu như nó là những cái điều mà Chúa chưa có chữa lành. Còn sở dĩ mà có nhiều người được uống thuốc mà được hết cái bệnh đó, là vì Chúa đã chữa lành cho con cái của Chúa bằng cái phương cách đó mà chúng ta đâu có biết được. Thành ra khi mà chúng ta uống thuốc mà được chữa lành, đó là chúng ta biết rằng không phải là nhờ thuốc, mà là nhờ quyền năng của Chúa mà thôi. Chúa đã thương xót cho chúng ta có những bệnh, chúng ta uống thuốc chúng ta được chữa lành. Nhưng mà có những lúc mà khi mà chúng ta đã uống thuốc mà không được chữa lành đã lâu rồi đó, chúng ta phải cầu nguyện lại với Chúa, xin Chúa tha tội cho mình, để cho mình đừng có nhờ cậy nơi Chúa thuốc nữa, đừng có nương cậy nơi cái phương tiện mà mình biết rằng không có giải quyết được, đã kéo dài nhiều tháng và nó còn có thể gây ra những cái bệnh hoạn khác nữa mà mình vẫn cứ đeo theo nó, thì quả thật rằng điều đó là không có ý nghĩa gì hết. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa cho mình trước khi uống thuốc, trước khi dùng thuốc, hoặc là sau khi đã dùng thuốc một thời gian rồi, mình cảm nhận được rằng đây không phải là phương cách mà Chúa giải cứu mình, Chúa giúp đỡ cho mình, thì mình cứ mạnh dạn mà từ bỏ nó và nhờ cậy nơi Chúa để chúng ta có được một cái năng lực tươi mới. Thành ra Chúa luôn cho chúng ta cái sức mạnh ở trong cái tâm linh của mình, để qua đó mà chúng ta biết rằng Chúa đấng yêu thương chúng ta và Ngài chăm sóc để Ngài giải cứu cho chúng ta khỏi những kẻ thù nghịch. Mà ở đây thì chúng ta cũng biết rằng những kẻ thù nghịch chúng ta cũng chính là những cái bản ngã của chúng ta, cũng là những cái tội lỗi, những cái yếu đuối của con người xác thịt của chúng ta, chứ không ở đâu xa cả. Cho nên nếu như chúng ta được Chúa giúp cho mình đắc thắng, thì mình sẽ được khỏe mạnh, mình sẽ thoát khỏi những cái sự lo lắng, mình thoát khỏi những cái sự sợ hãi, hoặc là những cái bệnh tật nó có thể hành hạ đời sống của mình. Rồi chúng ta lại thấy rằng một cái điều về thiên nhiên, đó là Đức Giê-hô-va sẽ làm cạn tắc dải biển Ai Cập, vung tay trên sông cái bởi gió trái của Ngài đánh mà chia ra làm bảy suối, và khiến người ta có thể đi qua không ướt dép. Vậy sẽ có một đường cái cho dân sót của Ngài là những kẻ sót lại của Assyri, cũng như đã có một đường cái cho Israel trong Ngài họ ra khỏi Ai Cập vậy. Chúng ta nhìn ra những cái thiên nhiên, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời làm những cái việc còn lớn hơn là những việc mà chúng ta đang phải đối diện nữa. Chúng ta ngày hôm nay đối diện với những cái vấn đề, nan đề của chúng ta chỉ là những cái việc nhỏ. Những cái việc mà thật ra là so với cái việc thiên nhiên, cái việc lớn lao như là làm cạn sông, cạn suối, làm cho nước biển rẽ ra, như là dân Israel đi qua biển đỏ vậy, thì cũng là một cái chuyện là phải nói là không khó gì đối với Đức Chúa Trời hết. Ngài đã làm cho cạn tắc những cái sông, cái biển để cho dân sự của Chúa đi qua. Mục đích Chúa làm là để khiến cho dân sự của Chúa được thoát khỏi những cái tai họa, thoát khỏi tai ương, chứ không phải là Ngài làm biến đổi thiên nhiên để rồi Ngài hành phạt con cái của Ngài đâu. Đức Chúa Trời Ngài là đấng yêu thương chăm sóc và gìn giữ cho con cái của Chúa. Ngài
ban cho chúng ta được những cái cơ hội để chúng ta nhìn thấy rằng những cái việc khó khăn nhất hoặc nạn hoặc là những cái điều mà của tự nhiên thì Đức Chúa Trời Ngài vẫn có cái quyền năng của Ngài một cách rất là lớn. Khi tôi đi qua Israel, tôi đi cái vùng phía nam của xứ Giu-đê đó, đi vào cái sa mạc đó, tôi thấy là có những cái con đường đi ở bên dưới cái thung lũng, các thung lũng đó có những cái đường đi rất là thoải mái. Nhưng mà những cái người mà hướng dẫn đó, cho chúng tôi trong cái việc mà nghiên cứu đó, thì họ nói rằng những cái con đường đó ngày xưa là ngập đầy nước, chứ không phải là cái con đường mà đi thoải mái như vậy đâu. Con đường đó là những cái con đường mà trước đây là những dòng sông mà không ai có thể đi qua được. Nhưng mà bây giờ thì nó cạn khô, nó là những cái dòng nó là những con đường đi. Thành ra bởi cái điều đó mà tôi mới tin được rằng khi mà đọc lại cái lịch sử thành phố Hồ Chí Minh mà người ta nói rằng cái con đường Nguyễn Huệ ngày xưa là cái con kinh Nhiêu Lộc đó, nó đi dòng từ cả Nguyễn Huệ qua tới những cái đoạn đường mà đoạn sông mà bây giờ vẫn còn đó, thì cái con đường Nguyễn Huệ ngày xưa là con kinh, thì bây giờ tôi mới có thể tưởng tượng à đúng là cái điều này có thật, chứ còn không thì nhìn thấy đâu có biết được đâu, chỉ nhìn thấy con đường thôi chứ làm gì mà tưởng tượng được ra rằng ngày xưa cách đây hàng trăm năm nó là cái con kinh mà người ta mua bán ở trên đó rất là nhiều. Thành ra chúng ta có thể thấy rằng những cái điều mà con người nhìn bằng mắt của mình không có tưởng tượng được đâu, mình không thấy được những cái điều ngày xưa hay là tương lai sắp đến của mỗi người ra sao hết. Nhưng mà chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài làm nhiều công việc rất là lớn lao, kỳ diệu lắm, để cho chúng ta cúi đầu xuống mà chúng ta luôn trông cậy, nhờ cậy nơi Chúa để mình được hưởng cái phước hạnh đời đời, để mình có thể không có cái điều gì gọi là phải thắc mắc hay là lo lắng trước nhiều cái sự thay đổi, biến đổi của thiên nhiên hoặc là của cái không gian hoặc là của cái thời gian mình đang sống. Và chúng ta cứ vững tin, chúng ta cứ cầu nguyện, chúng ta cứ học hỏi lời của Chúa, chúng ta sẽ được phước của Ngài. Ngài sẽ mở đường ra, Ngài sẽ chỉ cho chúng ta những con đường để chúng ta đi, Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta vào những cái lối mà công bình và những cái lối tốt đẹp, chứ Ngài không để cho chúng ta phải bị sa vào những cái cám dỗ là cái điều tốt lành nhất rồi. Chúng ta sẽ được phước và được Ngài gìn giữ trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, dầu có những sự thay đổi nào ở trong cái thế giới thì Chúa vẫn là đấng hằng chăm sóc cho chúng ta. Hôm nay thì chúng ta học cái câu gốc đó là câu số 16. Chúng ta sẽ cùng đọc chung lại trong câu số 16 này hai lần câu gốc hôm nay. Vậy sẽ có một đường cái cho dân sót của Ngài là những kẻ sót lại bởi Assyri, cũng như đã có một đường cái cho Israel trong ngày họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô vậy. Vậy sẽ có một đường cái cho dân sót của Ngài là những kẻ sót lại bởi Assyri, cũng như đã có một đường cái cho Israel trong ngày họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô vậy. Sáng nay chúng ta có những vấn đề gì cá nhân để cầu nguyện, chúng ta tiếp tục dâng lên cho Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho cháu Trân, con của chị Bích đã bị trật khớp lưng, thành ra có cái đau nhức xương sống. Không phải mục sư, con bị trật khớp lưng. Nó hả con bị hả đau bụng hơi à. Nó dạ. Dạ con bị đau bụng thôi chứ không có chật khớp lưng. Rồi con đi nó không có được thẳng, rồi mẹ nói chật khớp lưng thôi. Dạ. Rồi vậy thì tốt. Rồi vậy tốt. Cảm ơn Chúa. Dạ. Tại sáng nay mẹ nói tưởng là chật khớp lưng. Dạ. Dạ em nhờ mục sư với cả nhà cầu nguyện giùm em, ban nhờ Chúa ban thêm sức cho em.
cho sớm chữa lành được vết thương đau nhức lắm chưa. Rồi chúng ta còn ai có những vấn đề gì cầu nguyện nữa không? Chúng ta cầu nguyện cho cả thành phố chúng ta hôm nay ha. Và chúng ta cũng nhớ rằng chúng ta cũng phải giữ gìn sức khỏe trong cái sự cân bằng, chứ cũng không phải là chúng ta bị có một cái điều gì mà trong tuần lễ rồi lại chúng ta lại sinh ra bệnh, thì cái điều đó là không có tốt cho cái sức khỏe của chúng ta. Bởi vì con người thì cái gì cũng có cân bằng hết. Thành ra xin Chúa cho chúng ta giàu ở trong nhà, nhưng xin Chúa cho chúng ta cũng có một cái tinh thần tươi mới, chúng ta cũng làm được việc này việc kia, hoặc là trong gia đình của chúng ta cũng có thể trò chuyện vui vẻ, không có những cái sự căng thẳng thái quá hoặc là lo lắng gì hết. Bởi vì mọi sự chúng ta cũng thấy rằng Chúa cũng đã lo cho chúng ta mọi sự một cách đầy đủ rồi. Thành ra chúng ta cứ yên tâm và chúng ta cứ lo các công việc trong gia đình một cách tươi mới, coi như là bình thường đi. Chúng ta đã mấy tháng nay rồi, chúng ta cũng đã từng ít có đi ra ngoài. Tôi cũng nói với nhiều người đó, là mấy tháng nay cũng đâu có đi ra ngoài đường đâu. Thì bây giờ có thêm một tuần lễ mà không có đi đâu thì cũng chẳng có cái nghĩa lý gì hết. Hay là cả tháng nữa thì cũng chẳng sao hết. Bởi vì dần dần chúng ta quen rồi. Thành ra xin Chúa cho chúng ta cứ tập cái tinh thần đó là cứ tươi mới, cứ ở trong nhà của Chúa làm việc này việc kia. Chúng ta thấy qua nhanh lắm. Một tuần lễ của tôi qua là rất là nhanh. Chúng ta thấy rằng mỗi sự sáng mà mình cầu nguyện tại đây mình thấy rõ cái điều đó, đó là thứ hai gì chứ tới Chủ nhật tới hồi nào cũng không hay đâu. Thành ra chúng ta cứ cầu nguyện xin Chúa cho mình cứ nghĩa là chuyên tâm lo những cái công việc cho tương lai đi. Mình chuẩn bị cái gì đó thì mình cứ ở trong nhà mình cũng lo mọi việc một cách chu đáo, cho khi mà hết dịch bệnh rồi thì mình sẽ được làm những cái công việc mà mình đã dự định, đã tính toán tất cả mọi sự tốt. Thành ra xin Chúa cho chúng ta mọi sự bình yên. Mục sư cầu nguyện cho em, sao em khó ngủ quá, em không ngủ được, em muối tắt. Mục sư em sợ bệnh, em qua nghe em phải dùng thuốc mà ngủ cũng không được. Cho em kìa. Thì thôi bây giờ thì ở nhà không có đi làm nữa thì buổi sáng ngủ như ngày, ngủ bù lại. Không, mục sư em dậy 4-5 giờ sáng mà buổi trưa nằm cũng không ngủ được, nằm gì đó ngủ không được. Dạ. Dạ. Nó cũng là cái sự dấu hiệu của sự yếu về thần kinh. Dạ, dạ. Cho mọi sự được bình an. Dạ. Bây giờ chúng ta cầu nguyện nha. Cảm tạ ơn ba ngôi Đức Chúa Trời đấng đã ban cho chúng con một ngày tươi mới. Một ngày chúng con mở mắt ra trong sự vui vẻ, bình an vì có lời của Chúa đã nhắc nhở cho chúng con về tinh thần của chúng con quan trọng hơn cả những vật chất của đời này. Chúa sẽ ban cho chúng con được bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.
chúng con có được một cái đời sống mà chúng con thấy những quyền năng, những phép lạ của Chúa làm cái dân sự của Ngài khi xưa thế nào, thì ngày hôm nay Ngài vẫn bảo bọc che chở cho con cái của Chúa trong những lúc khó khăn, trong những lúc dịch bệnh, trong những lúc mà chúng con phải sống một cái đời sống rất là chịu đựng về những nguyên tắc, những luật lệ chung để chúng con giữ gìn cho xã hội không có bị lây nhiễm bệnh tật nữa. Chúa ơi, chúng con tha thiết này xin với Cha, xin quyền năng của Ngài ban cho mọi người đều sớm đầu phục Chúa và nhận thấy được rằng con người của chúng con yếu đuối lắm. Chúa ơi, đứng trước những bệnh tật trong thế gian ngày hôm nay, con người không tìm ra được cái nguồn gốc của cái loại virus này để diệt hạ được nó. Loài người đang phải sợ hãi vì nó như là một kẻ thù vô hình lây nhanh chung quanh với những người mà không ai có thể biết trước được, và rồi nó gây ra những cái cảnh chết chóc rất là đau khổ, rất là kinh khiếp cho nhiều người. Chúa ơi, chúng con thấy loài người của chúng con rất là yếu đuối và rất là hoang mang trước tình trạng hiện nay. Chúng con cầu xin với Cha, xin Ngài ban cho tất cả mọi người ở trong thế gian, tất cả những người ở trong thành phố của chúng con đang sẵn sàng để cách ly ở tại nhà trong 7 ngày sắp tới đây, ai nấy đều sẽ giữ được cái tinh thần của một sự nghiêm chỉnh kỷ luật để rồi không còn có sự lây lan ra cho cộng đồng nữa, và mọi người sẽ sớm thấy được một sự phục hồi lại bình an và được tốt lành để cho mọi người có được một cuộc sống hạnh phúc tươi vui khi được đi đây đi đó, hoặc là lo làm an sinh sống của cuộc sống của mình một cách thật là thoải mái. Là Cha yêu dấu của chúng con tha thiết nài xin với Cha và khẩn nài xin Ngài ở cùng với tất cả các con cái của Chúa trong những ngày này đều được sự bình an và được sự che chở từ nơi Chúa ban cho. Chúa Thánh của chúng con ơi, chúng con nài xin Chúa, chúng con biết rằng ở trong Chúa có quyền năng của nhiều điều màu nhiệm lắm, nhiều điều mà cả thế giới này không ai biết được và cũng không ai có thể làm được như Chúa chúng con Ngài đã làm. Ngài đã làm cho biến đổi cả thiên nhiên, thời tiết, Ngài đã làm biến đổi được tất cả lòng con người, Ngài khiến cho tất cả ai nấy đều có thể thấy được rằng Chúa là đấng tối cao và Ngài là đấng, Ngài sẽ đem đến sự cứu rỗi cho nhân loại khi chúng con bằng lòng đầu phục Ngài và nhờ cậy nơi Chúa. Là Cha Thánh của chúng con tha thiết này xin với Cha, xin Ngài ở cùng với chúng con là những con cái thật của Ngài. Trong những ngày sau rốt này, chúng con phải đầu phục Ngài một cách thật là trọn vẹn, không còn lơ là nữa. Đừng để cho chúng con đi hai hàng nữa, đừng để cho chúng con đi dẹo hai bên. Có lúc thì chúng con mạnh mẽ, mà có lúc thì chúng con lại yếu đuối, thì chúng con sẽ không còn được những cái phước hạnh của Chúa gìn giữ trong những lúc hoạn nạn thử thách đâu. Chúng con cầu xin với Cha, xin Ngài cho chúng con cứ bền lòng bền chí trong sự cầu nguyện tỉnh thức như điều của Chúa Giêsu Ngài đã dạy dỗ cho chính chúng con mỗi ngày, đó là chúng con hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì cớ chúng con không biết được những điều gì sẽ đến trong tương lai. Chúa ơi, chúng con thấy rằng loại virus này nó thay đổi quá nhiều, và ngày hôm nay nó cũng trở thành những biến chủng nguy hiểm hơn nữa trên thế giới, và làm cho nhiều người đang phải sống trong những tình trạng rất là đau buồn và bị hành hạ bởi bệnh tật này. Chúa ơi, chúng con cầu xin với Cha, xin Ngài cứu vớt và gìn giữ cho toàn thể nhân loại, và chính Ngài là đấng ban quyền năng của Ngài để triệt hạ, để không còn có cái loại virus này hiện diện ở trên thế giới nữa. Chúng con cầu xin Chúa Ngài ban ơn, Ngài giúp đỡ để cho mọi người có thể cầu nguyện với Chúa về điều này, để chúng con không phải lo chật vật và đối phó, chúng con không phải lo phải khổ sở như tình trạng hiện nay, chúng con phải cách ly, chúng con phải làm nhiều điều rất là mệt nhọc. Mà nếu như Chúa ban cho chúng con nó không còn hiện diện nữa, thì chắc rằng đó là một niềm vui phước hạnh hơn tất cả mọi điều gì khác ở trên trần thế này. Xin Chúa ban ơn để cho tất cả mọi người dân, mọi người đang có trách nhiệm thì cũng điều hạ mình xuống và biết tìm kiếm Ngài, cầu nguyện với Chúa, thì Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng con. Cha yêu dấu của chúng con ơi, chúng con cầu xin với Cha, xin Ngài ban ơn cho các con cái của Chúa đang có những bệnh tật ở trong phần thân thể mà phải chịu đựng một cách rất là khó chịu,
mặc dầu không phải là những việc gì lớn lao, nhưng chúng con tin rằng Chúa chúng con là đấng Ngài đang thử thách rèn luyện đức tin để cho cô Phạm Trang cô sẽ được qua khỏi những cơn đau nhức của thân thể của mình vào mỗi buổi tối, và cô sẽ được khỏe mạnh mà không có dùng thuốc. Vì đây là một sự thách thức mà Đức Chúa Trời Ngài muốn cho cô thấy rõ quyền năng của Chúa hơn là đương cậy nơi thuốc men mà cô đã trải qua hơn 2 tháng rồi mà vẫn không giải quyết được. Thì chỉ có quyền năng của Chúa, và xin Chúa Ngài cho cô mạnh dạn nói với Chúa những lời thật là đầy ơn, và Chúa Ngài cũng sẽ nhậm lời cho cô nữa để rồi cô sẽ không phải dùng thuốc mà cô cũng sẽ được hết bệnh. Con tin rằng Chúa chúng con Ngài lắng nghe và Ngài sẽ làm việc điều đó trên đời sống của cô Phạm Trang, cũng như Sang cũng có bệnh về yếu thần kinh và buổi tối cũng phải dùng thuốc để ngủ. Nhưng mà Chúa cũng nhắc nhở cho Sang buổi sáng hôm nay cũng thấy được rằng trong tình trạng mà nếu chúng con không lấy đức tin, không nhờ cậy nơi Chúa thì thuốc men cũng không giải quyết được gì cho chúng con trong lúc mà những bệnh tật này xảy ra đâu. Chúng con cầu xin với Cha, xin Ngài cho chúng con thật sự yêu mến Ngài, thật sự đặt để quyền năng của Ngài một cách mạnh mẽ hơn nữa. Vì những sự thử thách này là Ngài muốn cho chúng con biết rằng Chúa là đấng có quyền năng và không có việc gì mà Ngài không làm được. Xin Ngài chữa lành và ban cho những con cái của Chúa đang bệnh tật về thần kinh sẽ được Chúa chữa lành cho, để rồi sẽ có được cái niềm vui của một đời sống thư thái nhẹ nhàng, của một đời sống mà sau giấc ngủ được cảm thấy được thấy thân thể của mình được phục hồi lại sức khỏe, năng lực dồi dào và tâm trí thật là tươi mới. Con cầu xin với Cha, xin Ngài ban ơn, Ngài chữa lành bệnh tật và Ngài giúp đỡ cho con cái của Chúa được phục hồi lại sức khỏe tâm trí của mình một cách thật là tốt lành. Chúng con cầu xin Chúa Ngài ở cùng với những con cái của Chúa khác cũng có những tình trạng giống như vậy, thì xin Ngài cũng đặt bàn tay như từ của Ngài để chữa lành hết cho. Chúng con tin rằng Chúa yêu thương chúng con, Ngài sẽ giúp cho các con cái của Chúa có một tinh thần thật là thoải mái, tươi mới và được đầy ơn trong cuộc sống. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Chúng con cầu xin với Cha, xin Ngài cũng ban ơn, Ngài thăm viếng và giúp đỡ thật nhiều trên những hoàn cảnh của những con cái của Chúa khi chúng con trong những ngày cách ly thì ai nấy cũng đều có được sức khỏe mà không có những bệnh tật khác ở trong phần thân thể của mình, không bị lây nhiễm bởi dịch bệnh mà cũng không có bị những bệnh tật khiến cho phải đi bệnh viện, phải đi cấp cứu là những điều mà rất là khó khăn. Đặc biệt là chúng con thấy những người lớn tuổi như là bà Năm, mẹ của cô Hạnh, hay là bà cụ Sĩ, mẹ của Mỹ Hương, Thu Thủy, hoặc là bà Diệu Hiền, mẹ của cô Ngọc, và bà cụ Có, mẹ của cô Thu. Thì bà cụ Có hiện nay cũng đang bị dương tính vì cớ COVID-19 nữa. Con cầu xin Chúa Ngài thương xót đến gia đình này vì cớ Chúa cũng đã đem linh hồn của cô Trang, con của bà cụ về trong nước của Chúa trong tuần vừa qua. Thì xin Chúa Ngài cũng yên ủi, Ngài chữa lành hết cho bà cụ Có, cho con trai của cô Thu, cũng như những người cháu của cô Thu được qua khỏi dương tính COVID trong những ngày này. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài có gìn giữ cho cô Thu không có bị dương tính COVID, và Ngài đã ban cho cô sự bình an để lo liệu mọi sự trong gia đình. Thì xin Chúa Ngài an ủi gia đình này, bổ sức khỏe, Ngài thăm viếng mọi người để cho ai nấy đều được trở lại bình thường trong cuộc sống. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Con cầu xin với Cha, xin Ngài cũng đặt bàn tay như từ của Ngài để chữa lành cho em Quyền Trân, để rồi em cũng được khỏe mạnh, bình an, có sức khỏe tươi mới ở trong Chúa luôn mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Con cầu xin với Cha, xin Ngài cũng ban ơn và giúp đỡ thật nhiều cho những con cái của Chúa đang có những điều phải giải quyết ở trong gia đình. Trong những lúc này thì là những cơ hội dịp tiện để Chúa sẽ hàn gắn lại những điều đã bị thương tổn ở trong mỗi gia đình con cái của Chúa. Xin Chúa Ngài thương xót thật nhiều trên đời sống của cháu Huy, để rồi trong những lúc đã được cách ly và không khỏi ra khỏi nhà, những lúc này thì cháu sẽ có một tình yêu thương đối với cha, đối với mẹ, và cháu cũng sẽ suy nghĩ được nhiều hơn về tình yêu mà Chúa đã dành cho cháu. Thế rồi cháu Huy sẽ có lại được một cái nếp sống rất là quân bình và yêu thương cha mẹ, vâng lời mọi lời của Chúa dạy và vâng lời cha
của mình để không có những sự xung khắc, không có những sự có những điều làm cho buồn phiền đối với cha mẹ của mình nữa. Con cầu xin Chúa Ngài ở cùng với cháu Huy và Ngài biến đổi tâm tánh và Ngài giúp đỡ cho cháu một cái đời sống thật là tốt lành, bình thường. Con cảm tạ ơn cha nhiều lắm. Con này xin với cha, xin Ngài cũng ban ơn, Ngài giúp đỡ thật nhiều cho cháu Hiếu, con của cô Ánh đang ở tại Hải Phòng. Thì cháu ở ngoài đó cũng được bình an và cháu cũng sẽ sớm qua khỏi những cái giai đoạn cách ly này để được trở về sum họp lại với gia đình. Chúng con biết rằng Chúa đã yêu thương gia đình của Ánh, thì xin Ngài cũng giúp đỡ cho cháu Hiếu trong ở tại Hải Phòng cũng không có những cái gì phải lo lắng về vấn đề bệnh tật nữa. Con cảm tạ ơn cha nhiều lắm. Chúng con cầu xin với cha, xin Ngài ở cùng với cô Nguyễn Xuân, Ngài thêm sức thêm ơn cho cô để cô cứ hàng ngày cứ nương cậy nơi Chúa trong sự bình an, không còn bị những sự lo lắng, không còn bị những cái điều gì làm cho cô phải suy nghĩ nặng nề hết. Và Ngài cất đi bệnh cao huyết áp để rồi cô sẽ có một huyết áp rất là bình thường, ổn định. Và nhất là Ngài sẽ ban cho gia đình con gái của cô là cháu Mộng Tiên mỗi ngày trong công việc của cuộc sống đều có sự giúp đỡ, tiếp trợ từ nơi Chúa để cho cháu Mộng Tiên cũng nuôi sống, nuôi nấng được hai con của mình một cách rất là khỏa lòng. Con cảm tạ ơn cha nhiều lắm. Cha yêu dấu của chúng con ơi, chúng con này xin với cha, xin Ngài cũng ban ơn, Ngài giúp đỡ thật nhiều cho chị Mỹ Linh, Ngài ban cho chị có công việc làm mỗi ngày và Ngài nâng đỡ chị để rồi chị cũng cầu nguyện cho con gái của mình, cháu Thúy Vi cũng được sự yêu mến mẹ và cũng biết kính sợ Chúa mà không đi theo con đường của thế gian. Chúng con cầu xin Chúa Ngài ban ơn cho cháu Hà Thu để rồi Hà Thu cũng sẽ cầu nguyện cho cháu Quỳnh Như, con gái của mình cũng được yêu mến Chúa và đi trong đường lối thánh của Ngài. Con cảm tạ ơn cha nhiều lắm. Chúa ơi, chúng con cầu xin với cha, xin Ngài ở cùng với nhiều anh em chị em của chúng con có những hoàn cảnh mà trong gia đình có con cái lớn mà không có dạy dỗ được, có những đứa con mà rất có cái những cá tánh riêng tư mà cha mẹ không thể nào thay đổi. Chúng con biết rằng đây là những nan đề và rất là khó khăn cho nhiều gia đình. Con cầu xin với cha, xin Ngài đến với các gia đình con cái của Chúa để khi con cái đã lớn khôn rồi thì được yêu mến Chúa và biết vâng lời, biết nghe lời và làm mọi việc được đẹp lòng cha mẹ hơn là đi theo những đường lối riêng của những cá nhân của mình. Con này xin với cha, xin Ngài thương xót, Ngài giúp đỡ thật nhiều để cho tất cả những thanh niên, thiếu nữ ngày hôm nay đứng trước những hoàn cảnh của xã hội thì các em không có bị khủng hoảng. Nhưng trái lại khi các em biết nghe lời Chúa dạy, các em đi trong sự khuyên lơn của cha mẹ của mình tốt lành thì các em cũng sẽ có được một tâm tính rất là hiền hòa và biết vâng phục để trong một gia đình mà khi chúng con thấy rằng mọi người đều sống chung với nhau, không có đi ra khỏi nhà thì không có những tình trạng cãi lẫy gây gổ, không có những tình trạng bất hòa hoặc là không có những cái điều mà làm cho những sự nặng nề hơn về mặt tinh thần. Vì cớ ngày hôm nay chúng con thấy rằng dù sao thì về mặt vật chất chúng con cũng không có phải lo lắng nhiều, thì Chúa ban cho chúng con có một đức tin, có một tinh thần, thì chúng con phải sống với một cái tinh thần thật là tốt đẹp như là sự hiện hữu của Chúa trong gia đình của mình vậy. Vì cớ Chúa đã nói với chúng con rằng nơi nào có hai ba người nhóm nhau lại thì có cha ở cùng. Thì xin Chúa Ngài cho mỗi một gia đình con cái của Chúa là một thiên đàng, là một nơi phước hạnh để các con cái của Chúa yêu mến nhau và có thể cầu nguyện được cho những người khác nữa, có thể liên lạc cầu thai hoặc là an ủi được cho những người chưa biết về Chúa để chăm sóc và nâng đỡ họ trong đức tin nữa. Cha thánh của chúng con, xin Chúa Ngài ở cùng với tất cả các con cái của Chúa có một tinh thần cái quan tâm đến những người khác trong những lúc này, thì chúng con sẽ thấy rằng chúng con sẽ tươi mới, chúng con sẽ nói chuyện với những người khác dầu không ra khỏi nhà, nhưng chúng con có những phương tiện truyền thông, có điện thoại, có những cơ hội để chúng con trò chuyện, nâng đỡ với nhau và tinh thần của các con cái của Chúa sẽ được thoải mái hơn, sẽ cảm thấy được nhẹ nhàng hơn, nhất là khi chúng con nói lời của Chúa. Xin đừng để cho những điều tiêu cực, những lời nói của người khác ảnh hưởng đến các con cái của Chúa. Xin Ngài gìn giữ, Ngài bảo bọc hội thánh của Ngài khỏi những quyền lực của Satan, vì cớ những người chưa tin nhận Chúa hoặc là những người thế gian ngày hôm nay họ nói rất là nhiều điều mà khiến cho tinh thần của nhiều người bị dao động và còn khổ sở hơn là mắc bệnh virus nữa. Con cầu xin với cha, xin Ngài ban ơn để cho các con cái của Chúa sẽ
là những người trong cơ hội này Chúa sẽ dùng để ngăn chặn lại những sự lây lan của những điều tiêu cực đó, mà đem lại niềm tin và sự vui vẻ, phấn khởi hơn cho những người khác qua những câu chuyện, trò chuyện với nhau bằng cách làm chứng, nói về ơn phước của Chúa, nói về quyền năng của Ngài, về sự kỳ diệu của Chúa, mà Ngài sẽ khiến cho nhiều người sẽ được an ủi. Những ai đang ở trong sự khốn khổ, họ sẽ có được sự ăn năn và họ sớm được trở lại tin nhận Chúa và thờ của Ngài trong những ngày sắp tới. Con ao ước rằng trong một tuần lễ cách ly này, Chúa sẽ ban cho mỗi một gia đình con cái của Chúa sẽ là một chứng nhân để đưa dắt được một linh hồn trở lại tin nhận Chúa thôi, là một điều thật là phước hạnh trong giai đoạn này. Con tha thiết này xin với cha, xin Ngài cũng dùng điều này để nhắc nhở cho các hội thánh khác cũng vậy. Chúng con cũng khích lệ lẫn nhau rằng trong lúc mà cách ly này, điều quan trọng nhất và điều mà Chúa đẹp lòng nhất là xin Chúa Ngài dùng mỗi anh chị em của chúng con là một chứng nhân thật là đắc lực. Và chúng con chỉ ao ước rằng một người đưa dắt một người trở lại tin nhận Chúa trong một tuần lễ mà cách ly này, thì sau khi chúng con hết cách ly này, chúng con sẽ thấy những niềm vui phước hạnh của những người đã được cứu. Họ sẽ ngợi khen Chúa, họ sẽ cảm ơn các con cái của Chúa đã đem lại niềm tin, đã đem lại sự vui mừng cho các người đang khốn khổ ở trong thế gian này. Cha Thánh của chúng con ơi, xin Ngài dùng Hội Thánh của Chúa trong giai đoạn này rất là mạnh mẽ, rất là đắc lực hơn nữa, để rồi ai nấy sẽ hiểu được rằng cái trò trách nhiệm của con cái của Chúa trong cái bệnh là gì. Chúng con không phải là những người sẽ đi để mà đến bệnh viện chăm sóc cho những người khác. Chúng con không phải là những người sẽ ra đi để mà đem những mũi chích tiêm ngừa đến cho vaccine cho từng nhà. Nhưng chúng con đang có được cái ơn của Chúa là chúng con đem tình yêu thương và đem sự cứu rỗi đến cho những người thân yêu của chúng con trong giai đoạn này. Xin Chúa Ngài ban ơn để cho tất cả con cái của Chúa, chúng con sẽ tỉnh thức và chúng con sẽ lợi dụng được cơ hội này. Bắt đầu ngày hôm nay là ngày đầu tiên của ngày cách ly trong một tuần lễ, thì xin Chúa cho các con cái của Chúa chúng con sẽ tận dụng một cơ hội trong suốt một tuần lễ này, để rồi chúng con sẽ làm được những ích lợi và cứu giúp được cho nhiều người thoát khỏi những sự đau khổ và chết chóc của linh hồn của họ. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Cha nhân ái của chúng con tin rằng Ngài yêu thương chúng con và Ngài dùng chúng con trong tất cả mọi hoàn cảnh hiện nay. Chúng con xin dâng mọi sự trong bàn tay của Chúa. Ngài là Đấng sẽ thêm sức cho chúng con. Ngài sẽ ban cho chúng con năng lực và giúp cho chúng con có cơ hội nữa. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Chúng con xin Chúa Ngài ở cùng với chúng con khởi đầu của một tuần lễ mà mọi người đều phải ở trong nhà, ai nấy đều phải ở yên tại chỗ, thì không phải là chúng con chỉ ngồi yên ở một chỗ, nhưng chúng con sẽ đi lại ở trong nhà của mình. Chúng con sẽ nói chuyện, trò chuyện với nhau. Chúng con sẽ cầu nguyện và chúng con cũng sẽ làm chứng qua điện thoại, nói chuyện với những anh em chị em khác ở trong bà con thân thuộc của chúng con để yên ủi và thăm viếng, an ủi, nâng đỡ họ. Xin Cha ban ơn để cho tất cả con cái của Chúa đều có một kế hoạch của mình ở trong nhà trong một tuần lễ này, không phải là ở yên tại chỗ, nhưng mà chúng con sẽ là những người làm chứng nhân tốt cho Chúa trong ngôi nhà của mình. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Chúng con xin dâng cho Chúa ơn và Ngài ban cho chúng con ngày hôm nay. Chúng con xin nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác, vì nước quyền nghĩa từ của người Cha để đời vô cùng. Amen. Tôn vinh người khen trời vì tình yêu Ngài ban cho con bình. Tôn vinh bà người khen vua Giê-xu cùng Chúa Thánh Linh quyền năng. Amen. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.